Thương anh, em yêu anh, yêu phải.
làng, chung quanh chảy hội trăng vàng lên cao. Em ơi lòng anh xuyến sao, gặp em biết nói thế nào được đây. Nhìn càng đắm ngắm càng say, chưa say men rượu đã say men tình. Rằng anh đây được sinh ra trên mảnh đất có nắng, thị xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, quê em đó chúng mình yêu nhau. Khi tựa gối, khi cúi đầu, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Để rồi hôm nay anh với hỏi nàng, trai kia đã đủ lá đan sàng được chưa. Ngại ngùng nhưng em vẫn cứ thưa, nói sao cho đẹp cho vừa lòng anh. Để anh đây về anh lấy buồng cau, đem sang rằng ngó vườn trầu nhà em. Ngoài vân vê tà áo nắm trên tay, chân đi dẫm nát đám cỏ may bên đường. Môi son má thắm thất thường, nhìn anh em đã thấy thương anh rồi. Và tình yêu của đôi non vượng, cô dâu Thanh Hiến và chú rể Thanh Nguyên, họ đã được đơm hoa và kết trái. Chính vì vậy ngay lúc bây giờ cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể hội hôn hãy hướng mắt về cổng hôn trường và dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đôi non vượng đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Thanh Lâm và bà Nguyễn Thị Nguyệt là song thân của chú rể Thanh Nguyên. Vâng, và xin được trân trọng kính mời hai xui thông gia của chúng ta sẽ tiến về đế đài hạnh phúc để có được lời tri ân với toàn thể quý vị thân khách quý có mặt trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Cũng đã biết thì như tối hôm qua chú rể Thanh Nguyên còn đứng một mình, vậy mà hôm nay chú rể đã có người tình kế bên. Và cũng như cô dâu Thanh Hiến thì như tối hôm qua em còn ngủ với bồ, vậy mà hôm nay em đã phải xa bồ mất rồi. Vâng, và thật đúng là bậc làm cha mẹ sinh con ra nuôi con khôn lớn trưởng thành, ai cũng mong muốn rằng con mình sẽ sớm tìm được đến bến bờ hạnh phúc trong nỗi vui sướng ngập tràn ấy. Vì vậy ngay lúc bây giờ cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể hội hôn hãy lắng nghe những lời tri ân của gia đình họ nhà gái. Và trong ngày vui của hai con mình cũng xin được trân trọng kính mời ông bà có đôi lời tâm sự với toàn thể quý vị thân khách quý có mặt trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Lần đầu tiên kính thưa hai họ và nội ngoại hai bên, bà con, anh chị em, bạn bè một lời chào thân thương và hạnh phúc nhất. Hôm nay thời gian thì đã có hạn, cho nên là buổi tiệc hôm nay là bà con thành thời gian đến chung vui cùng gia đình như thế này thì rất là cảm ơn. Và cuối cùng tôi xin chúc là các anh các chị và bà con một buổi tiệc ngon miệng. Xin hết. Vâng, và cùng xin chân thành cảm ơn những chàng vừa đây rất giòn đá đã đồng hành cho song thân của cô dâu Thanh Hiến rất nhiều. Vâng, và như quý vị cũng đã biết thì bậc làm cha mẹ cũng như ông bà cha ta thường nói, vâng, và muốn qua sông thì phải lụy đò, mà muốn cho hạnh phúc thì phải nhớ nghe lời dặn dò của mẹ cha. Và quý vị vừa lắng nghe với những lời tâm sự tri ân của gia đình họ nhà gái, và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ lắng nghe những lời tâm sự, những lời tri ân của gia đình họ nhà trai. Và xin được trân trọng kính mời ông bà. Tôi là họ đem phê cũng xin chào thầy họ cùng bà con lối xóm của ông Xu chị Du Thương, là bữa nay một ngày vui của con của hai bên. Thì tôi có gì hơn cũng chúc bà con anh em một bữa vui miệng vui vẻ rồi tôi hát. Vâng, và một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã đồng hành cho hai xui thông gia của chúng ta. Và để thay mặt trung tâm nhóm chị Tuấn Ngọc cũng xin kính chúc cho hai xui thông gia chúng ta được đoàn kết dính chặt tình keo sơn, và chúc mừng cho đôi lân phận chúng ta được trăm năm tình mến mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy tiến tới tòa tháp để chuẩn bị làm lễ khui rượu. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Cũng xin thay lời cho hai gia đình cũng xin chân thành cảm ơn những thời gian quý báu của toàn thể quý vị toàn khách quý và chúc phúc cho đôi lân phận của chúng ta. Vâng, và trong buổi tiệc có điều gì thiếu sót thì cũng rất mong toàn thể quý vị toàn khách quý rộng lòng lượng thứ và bỏ qua. Vâng, và một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh, người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, anh sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đi. Hiện tại diễn cho bom á, thì không nói gì hết. Thì hôm nay là cháu là nhau, mà cháu thì nhỏ lớn là cháu đi học. Nhưng mà có gì thắc rốt á thì về bên phía ta cháu đi em cũng muốn công tác với họ, xong là bây giờ con giàu về đây dẫn gì nó xa cũng hay đâu về được rồi là thầy họ thì có về con cái gì nào cũng được xây dựng. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hay nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời ai, cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi.
đường của mình, các bạn của chúng ta cũng đã quyết định đi đến hôn nhân hạnh phúc gia đình. Hôn lễ của đoàn bạn được cử hành tại Tư Gia vào lúc 12:30 ngày 28/1/2021, nhân ngày 26 âm lịch. Và đây cũng là lý do chính cho sự có mặt của quý vị đến đây trong chương trình ngày hôm nay. Và ban tổ chức của chúng tôi không để quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu. Cho phép tôi xin mời quý vị, chúng ta cùng lắng động và hướng về cùng hạnh phúc để cùng chờ đón. Và sẽ cùng đến với Tân Lân và Tân Sa Nhân.
có được ngày vui hôm nay thì đôi bạn của chúng ta cũng là rất chân thành cảm ơn tất cả quý chị và các bạn chúng ta đã đến với hậu trường ngày hôm nay. Và trong cái thời gian này thì Quang Thông xin mời quý vị chúng ta cùng lắng đọng trong giây lát, mình sẽ cùng đến với đôi dòng cảm xúc của đội hương chúng ta trong chương trình ngày hôm nay dành về cho ngày vui. Và cho phép Thông xin trân trọng kính mời chú rể Phạm Thanh Nguyên. Hôm nay là ngày vui của Nguyên nên cảm ơn các bạn tới cho vui nha. Cảm ơn mấy em nha. Trái của mình là điều là gái. Vâng, tuy ngắn gọn, cô động, xúc tích nhưng không thiếu phần ý nghĩa. Đó là như lời phát biểu thật sự từ đáy lòng của chú rể Thanh Nguyên. Và kính thưa tất cả quý chị và các bạn, ngày hôm nay ban tổ chức của chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các bạn một cặp rượu sơ banh để cùng chứng kiến tất cả quý anh chị các bạn chúng ta sẽ quay lại với những giây phút hân hoan và đẹp nhất mà đôi bạn của chúng ta sẽ dành cho chương trình ngày hôm nay. Xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng tiến về tháp rượu sơ banh. Thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ là người dẫn đầu cho các bạn làm cái flyer này, đúng không ạ? Vâng, và cô dâu chú rể là im lặng có nghĩa là đồng ý, đúng không ạ? Vâng, thì phải nói thì trong cái lĩnh vực yêu đương thì ở Việt Nam của chúng ta có một cái sự khác biệt với nước ngoài. Nước ngoài có thể quỳ gối trùng chân trước người yêu để cầu hôn, nhưng Việt Nam của chúng ta yêu nhau chỉ chỗ nào nó tấu tấu dễ tâm sự, đúng không ạ? Cho nên tình yêu thì rất là ít được thổ lộ và tất cả các bạn cũng rất là được ít biết. Thì cho đến ngày đường hoa kết trái thì các bạn mới được chứng kiến. Thì cái sự chứng kiến này, ban tổ chức của chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị các bạn chúng ta sẽ dành về 5 phút về với hôn trường và sân khấu để cùng chứng kiến đôi bạn của chúng ta trao nhau một cặp nụ hôn dành về cho nhau. Và ở đây ban tổ chức của chúng tôi sẽ đưa ra hai phương án, một là hôn má, hai là hôn môi. Hôn má thì xin con gái mà hôn môi thì xin con trai. Và hai phương án như vậy. Xin cảm ơn rất nhiều. Và thôi bây giờ không mất thời gian của mình, Thông sẽ đọc một câu dẫn đầu tiên để cho cô dâu và chú rể hôn nhau. Đèn đêm nay đẹp quá cho anh hôn cái má. Xin mời. 1, 2, 3. Vỗ tay các bạn ơi. Vâng, và một nụ hôn rất âu yếm và rất mặn nồng với anh photo lưu lại tấm ảnh kỷ niệm này. 20 năm sau nó sẽ có trị giá là 3.000 đô la Mỹ. Xin mời hai bạn chúng ta cùng dây lại với nhau. Mắt nhìn mắt, môi nhìn môi. Cái tay của chú rể để vô cái chỗ mềm nhất của cô dâu. Cái tay của cô dâu để vô cái chỗ cứng nhất của chú rể. Cô dâu biết cái chỗ cứng nhất của chú rể như nào mà? Biết không ạ? Vâng, không xin được không ạ? Các bạn chúng ta vô đây nha. 1, 2, 3. Thằng xích lô. Anh này sao bữa nay anh nhiệt tình. Cảm xúc lần đôi ngò em thật xinh, anh lặng thinh cứ mãi ngóng nhìn. Hôm nay ôi sao thật vui, hôm nay hai ta thành đôi, hôm nay ta đeo nhẫn cưới suốt đời. Hôm nay ôi sao thật vui, nâng ly lên mọi người ơi, nâng ly lên cho.